Dạ, chào quý anh chị em đến với diễn đàn TV256 nha. Dạ, TV256 muốn trình bày cái đề tài về về anh Hoàng, anh Phạm Minh Hoàng đó. Anh Phạm Minh Hoàng bị tước cái quốc tịch, tước cái quốc tịch và bị gọi là trục xuất khỏi Việt Nam. Thì quý anh chị em biết giáo sư Phạm Minh Hoàng mà, tôi nghĩ như vậy. Thì quý anh chị em vào Facebook thì đánh cái chữ là Phạm Minh Hoàng thì biết giáo sư Phạm Minh Hoàng. Thì ở đây TV256 muốn trình bày thẳng với quý anh chị em là cái việc mà về cái phần mà hiến pháp đó, về cái phần quyền con người. Về phần quyền con người đó, thì chúng ta thấy ở cái điều 16 của bản hiến pháp đó là mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Thì mọi công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật đó, thì hiến pháp đã đưa ra như vậy rồi. Thì anh Phạm Minh Hoàng có cái quyền cũng là bình đẳng trước pháp luật. Làm sao mà có ai mà có thể có cái quyền mà tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng được? Thì cái điều mà tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng đó là vi phạm vào hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chắc chắn là điều đó, TV xin khẳng định chắc chắn là điều đó nha. Bây giờ TV cho quý anh chị đọc cho quý anh chị thấy cái mà luật về quốc tịch đó. Chia sẻ cái luật về quốc tịch thì TV xin đọc cho quý anh chị em điều 1 đó. Điều 1: ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. Công dân Việt Nam không ai bị tước quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điều 25 của luật này. Thì bây giờ TV 256 đọc cái điều 25 cho quý anh chị em rõ ha. Điều 25: tước quốc tịch Việt Nam, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam. Đại khái nói rằng là nếu có hành động gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc. Thì đại khái nó đưa ra cái một cái ngoại lệ. Trong khi cái bản hiến pháp là khẳng định là mọi công dân người là có cái quyền bình đẳng, mà bây giờ đưa ra cái vấn đề mà ngoại lệ như vậy. Ngay cả điều 1 mà tước quốc tịch đó, nó nói là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Rồi làm sao mà tước quốc tịch người ta mà dễ dàng như vậy được? Đâu có thể là mình là người Việt Nam mà mình bị tước quốc tịch ở trên cái đất nước của mình được. Nhất là anh Phạm Minh Hoàng, cái câu chuyện này nó rất là tàn nhẫn với anh. Tại vì anh Phạm Minh Hoàng đó, ảnh có người mẹ già, rồi có người anh ruột, rồi có vợ và có con nữa. Ngày hôm nay cái chế độ cộng sản này nó rất là tàn ác đối với dân tộc Việt Nam. Nó tước đi quốc tịch, cái quyền quốc tịch của ảnh, rồi nó đuổi ảnh về Mỹ. Mà nó đuổi về chỉ có một mình ảnh thôi. Một mình ảnh bị đuổi về Mỹ như vậy thì TV thấy là rất là bất công. Mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc hết, được quyền để là sinh sống với vợ con gia đình. Không có thể ai mà có thể mà tước cái quyền hạnh phúc của một gia đình như vậy, rất là nhẫn tâm.
ngoan ngoãn đó, chỉ có lòng yêu nước thôi. Chứ đâu, ảnh đâu có tội gì mà có thể mà tước quốc tịch ảnh. Mà ai cho tiên hôn xã hội, ai là người có cái khả năng, ai là người có quyền hành, ai là người có chức vụ để mà tước cái quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng? Ai là người gọi là có quyền hành như vậy? Tổng bí thư hay là chủ tịch nước có quyền làm như vậy? Ai là người hiểu luật pháp để mà có cái quyền mà tước quốc tịch ảnh? Trong khi cái hiến pháp nó đã khẳng định là mỗi con người Việt Nam đều có quyền bình đẳng hết, mỗi con người được quyền bình đẳng ngang nhau hết, không có thể ai mà có quyền mà để là không cho người này sống ở trên cái đất nước mà của người ta sinh ra như vậy. Đây là một việc làm sai trái mà TV256 nói thẳng ra là cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này nó vi phạm vào điều 1 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nó vi phạm vào cả điều 2 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nó vi phạm cả điều 9 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nó vi phạm cả điều 13A của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nếu quý anh chị em đó vô trong Google để mà kiểm lại cái điều mà TV256 nói là chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này đã vi phạm vào 4 điều ở trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khi mà tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng, giáo sư Phạm Minh Hoàng. Giáo sư rất là nổi tiếng và mang đến cái lòng thương mến của mọi người dân, thì TV lên tiếng ít phút đây để mà tố cáo những hành động sai trái của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tước đi cái quyền hạnh phúc nữa mà cái tên gián điệp Hồ Chí Minh đã từng nói, bắt chước cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, mà ngày hôm nay gọi là đuổi anh Phạm Minh Hoàng ra khỏi cái đất nước của mình và bỏ lại vợ con, mẹ và người anh ruột của Phạm Minh Hoàng. Đây là một cái hành động rất là tàn nhẫn của cái nhà nước mà chúng tôi phải lên tiếng. Chúng tôi không chấp nhận được những cái hành động mà vô luật pháp như vậy. Chính bản hiến pháp là điều 16 đã nói là mỗi công dân có quyền bình đẳng. Tại sao lại hành xử lấy một người công dân khác để mà đuổi một người công dân cũng là một dòng máu của mình ra khỏi đất nước như vậy? Vô lý lắm. Điều mà vô lý nhất mà cần phải sửa đổi cái bản hiến pháp là điều 4 đó. Điều 4 này đó tạo nên một cái sự bất bình đẳng, bất công nhất, vô cùng bất công luôn. Tại sao chỉ có một cái đảng Cộng sản Việt Nam được quyền lãnh đạo cái đất nước như vậy, được khẳng định trong điều 4 hiến pháp như vậy? Tại sao tất cả các luật sư ở Việt Nam không gọi là phản đối cái điều 4 hiến pháp này, xuống đường phản đối cái điều 4 hiến pháp này, thay vì phản đối cái điều mà cõng con gọi là người luật sư gọi là có phải gọi là tố cáo những người thân chủ của mình? Tố cáo thân chủ của mình là có quyền có con thôi. Cái đó là cái mà cái vi phạm có con của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôi. Còn cái vi phạm rất là lớn là cái điều 4 hiến pháp. Các luật sư phải xuống đường để mà chống đối cái điều 4 hiến pháp đi. Đừng có chống đối cái điều có con như vậy. Dạ, TV cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Dạ, xin mến chào quý anh chị em.